Vậy thì bản chất những ông tham ô mà bị bắt trong cái thời kỳ của Tổng Bí Thư bác Nguyễn Phú Trọng thì không phải các ông ấy tham ô lần đầu mà bị bắt, mà bản chất nó là lần thứ N rồi. Vậy thì tham ô lần thứ N-1 trước, đổ về trước, là cái phần đấy gọi là nghiệp lực. Và đến khi bác Trọng bắt thì nó gọi là nghiệp quả. Thứ nhất chúng ta định nghĩa cái câu chuyện khái niệm nghiệp cái này, nghiệp lực cái này. Thì thưa bạn, nghiệp lực chính là thói quen của ta, mà Đức Phật còn gọi là ngã. Ngã tức là thói quen. Ví dụ là chúng ta có thói quen dậy lúc 5 giờ, đó là một ngã. Chúng ta có thói quen dậy lúc 7 giờ sáng, nó là một ngã. Chúng ta có thói quen ngủ đến 11 giờ trưa, nó đó là một ngã. Và cái thói quen đó, nó với gì ạ? Giúp cho ta cái tạo tác. Và khi bắt đầu chúng ta tạo tác một cái gì để hình thành một thói quen thì cái đó gọi là nghiệp lực. Tôi lấy ví dụ, lần đầu tiên tôi làm quan và tôi tham ô, chắc chắn là tôi chưa bị bắt. Nhưng chính cái chưa bị bắt đó thì khiến cho tôi tin rằng ồ, không làm mà vẫn có tiền. Vậy thì khi bắt đầu trong con người mình nó tạo ra thói quen muốn không làm mà vẫn có tiền thông qua nhận phong bì, thì bắt đầu nghiệp lực nó hình thành. Và câu chuyện tiếp theo, lần thứ hai tôi tiếp tục nhận được phong bì, lần thứ ba tôi không thấy có phong bì, tôi hoại hoại, lần thứ tư tôi trao đổi thẳng là phải có phong bì tao mới giải quyết việc này. Như vậy cái thói quen đó càng ngày nó càng hình thành rõ nét và càng ngày nó càng trắng trợn, thì người ta gọi là nghiệp lực. Và khi nghiệp lực đủ lớn cộng với duyên nó đến, tức là đúng thời kỳ của bác Trọng, thì người ta bắt đầu bị trổ quả. Vậy thì bản chất những ông tham ô mà bị bắt trong cái thời kỳ của Tổng Bí Thư bác Nguyễn Phú Trọng thì không phải các ông ấy tham ô lần đầu mà bị bắt, mà bản chất nó là lần thứ N rồi. Vậy thì tham ô lần thứ N-1 trước, đổ về trước, là cái phần đấy gọi là nghiệp lực. Và đến khi bác Trọng bắt thì nó gọi là nghiệp quả. Vậy nghiệp lực chính là thói quen tốt hay xấu của mình. Nếu thói quen chúng ta toàn huân tập những thói quen tốt, tức là dậy từ 5 giờ sáng, tập thể dục, vậy thì đó là một thói quen tốt. Chính vì vậy cơ thể của mình khỏe và nó giữ được cái năng lượng lâu hơn, mặc dù tuổi cao. Như vậy là nó phải làm đi làm lại, nó tạo thành thói quen tốt. Và tiếp tục những cái thói quen tốt như là mình buổi sáng đầu giờ bao giờ mình cũng xem lại toàn bộ kế hoạch ngày, hôm nay mình làm cái gì, kết thúc một tháng thì mình xem lại tháng vừa rồi làm được cái gì và lập kế hoạch tháng sau, kết thúc một năm thì xem năm vừa rồi mình làm được cái gì và lập kế hoạch năm sau, kết thúc của 5 năm thì mình nhìn lại cuộc đời mình 5 năm vừa rồi mình làm được cái gì và 5 năm kế hoạch tiếp theo, vân vân. Đó là những thói quen. Và những thói quen đấy nó hội tụ đủ trong một con người. Thói quen tốt nó hội tụ đủ trong một con người thì họ có một đời sống sung túc. Và người ta gọi là gì ạ? Phước báu. Và các quả vị tốt đến, người ta gọi là phước báu. Vậy thì tóm lại, bạn hiểu thế này: nghiệp lực chính là thói quen tạo tác của ta. Nếu thói quen tạo tác xấu thì vào một ngày khi hội tụ đủ các yếu tố thì chúng ta sẽ bị trổ quả xấu. Ví dụ tôi chuyên đi vay nợ và tôi giật nợ, thì giật một người,
giật 2 người, giật 3 người. Đến người thứ N họ kiện ra tòa thì có nghĩa là toàn bộ những người kia họ lên tiếng, và có nghĩa là lúc bấy giờ nó đổ quả. Và cái quả vị đấy gọi là quả vị xấu. Như vậy, và chúng ta hay gọi đấy là gì ạ? Đấy là nghiệp, đấy là nghiệp quả. Thế còn cái nghiệp lực chính là thói quen, còn nghiệp quả chính là thời điểm trổ quả. Và người có nhiều thói quen tốt thì người ta gọi là phước báu. Người có nhiều thói quen xấu, người ta gọi là gì ạ? Không có phước, hay còn gọi là mất phước. Vậy thì phước báu nó là cái gì? Nó là thói quen của ta, chứ nó không phải là cái gì ma mị. Ví dụ, ông mà có thói quen nghiện rượu, uống chè, suốt ngày đánh đập vợ con, thì ắt chất lượng cuộc sống của ông nó tệ. Và ngày nào vợ con nó bỏ đi hết, bắt đầu ông ốm đau bệnh tật, huyết áp đủ đường, và nó nằm đấy bơ vơ một mình chờ chết. Lúc đấy ông gọi là gì ạ? Người đấy không có phước. Nhưng thực ra không phải, là do cái gì ạ? Những thói quen xấu của ông tạo tác suốt từ đầu đời, và đến lúc bấy giờ nó trổ quả. Vậy nghiệp lực chính là thói quen tốt. Và gì ạ? Phước báu chính là kết quả được tạo ra từ thói quen tốt. Vậy phước báu là auto kết quả của thói quen tốt. Vậy cho nên hàng ngày mọi người đừng cố gắng đi cầu cho mình được phước báu tốt. Phước báu không xin được, phước báu không cầu cúng mà có. Phước báu là ta luyện chính bản thân của mình mỗi ngày để tạo ra những thói quen tốt, thì đó chính là phước báu. Đó chính là phước báo trong tương lai. Còn ngày nào mà chúng ta còn cố gắng đi cầu cúng để xin phước báo, cố gắng cúng để trả nghiệp, thì trả làm sao được. Quan trọng nhất, thói quen muốn, thói quen nghĩ, thói quen làm của chúng ta, ba thói quen đấy mà nó tốt, nó hội tụ, thì tôi khẳng định là chúng ta không cầu thì phước báo nó cũng đến. Không, chúng ta gì ạ? Muốn nghiệp xấu nó đến nó cũng không đến được. Nhưng nếu chúng ta có thói quen muốn, tức là muốn vơ của người khác thành của mình, ăn cắp của người khác thành của mình, chúng ta có thói quen nghĩ là không làm chỉ có cầu cúng mà cũng có ăn, chúng ta có thói quen làm là làm cái gì cũng chống đối, cũng hình thức, thì cả cuộc đời này cho dù bạn là ai thì bạn làm gì có phước báu. Thì muốn chia sẻ với mọi người để mọi người hiểu đúng cái phước báo giúp em cái, phải hiểu đúng cái nghiệp lực giúp em cái. Không là tôi thấy một số người đi cúng để xin phước báo, không để đi gì ạ, đi cầu để rửa nghiệp, cúng để rửa nghiệp, làm gì có cái chuyện đó. Hãy thay đổi thói quen của anh. Cho nên nếu tôi nợ anh tiền mà tôi đi cúng để cho anh bị thần kinh, anh quên cái khoản nợ của tôi đi, mà cúng được chắc thiên hạ nó cúng hết. Cho nên là tôi nhắc lại là thói quen chính là nghiệp lực. Và kết quả của khi mà thói quen nó đủ hội tụ và đủ dài thì nó tạo ra kết quả một đời sống tốt, người ta gọi là phước báu. Rồi, cảm ơn câu hỏi của anh Huy Kiên, và chúc cả nhà đừng tập trung vào phước báu mà hãy tập trung vào gì ạ? Thói quen tốt mỗi ngày. Thì ắt bạn không muốn thì cuộc đời bạn vẫn có phước báu. Còn đừng đi cầu xin, không ai cho được bạn đâu, không Phật nào cho được, không Chúa nào độ được, không. Nhưng nếu bạn cứ có những thói quen tốt thì bạn không cần Phật, không cần thánh, thì mọi thứ nó vẫn tốt đến với bạn. Rồi, cảm ơn Huy Kiên, chúc Huy Kiên có nhiều thói quen tốt mà không cần phước báu nữa nhá, anh Huy Kiên nhá. Rồi, Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.